Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay ngày Chủ nhật là mình rảnh nè, thì không có quay Rubik nữa, thì mình dẫn cháu mình đi tới cái chỗ khu vui chơi giải trí á, của trẻ em á. Chỗ này là rất là hot bây giờ ở Tây Ninh mình luôn đó các bạn. Các bạn nào mà ở Tây Ninh nó có thể ghé lại đây chơi nè. Đó, giờ mình đang trên đường đi vô nè. Đó, tại hôm nay dẫn mấy đứa cháu đó, cho nó đi chơi á, đi vào buổi trưa nè. Đó, tại vì cũng không có quay lúc cho các bạn nữa thì thôi sẵn tiện đi chơi đó, nên quay cho các bạn coi luôn đó. Các bạn thấy cái không gian không đó, Doraemon Kids chứ đó. Nó là vừa quán cà phê vừa khu vui chơi giải trí ở trong nhà máy lạnh đó. Tại cái này mình đi buổi trưa cho nó vắng bớt á, chứ mà buổi tối đó là nó đông lắm, đông nghẹt luôn á, không có chỗ đi đứng chơi luôn á. Đó, đây có bãi cỏ nè. Đấy, các bạn thấy không? Đó là buổi tối đó là người ta hay sẽ ngồi đây người ta uống cà phê nè. Đó, cái dãy này là cái dãy mà để người ta uống cà phê, phụ huynh đó, uống cà phê rồi đợi cho mấy bạn trẻ chơi đó các bạn. Đó, đây là cái không gian ngoài thôi mà nó rộng như vậy đó. Đó, đây là ngoài trời nè. Đó, có cái tháp Eiffel nữa nè. Đấy, còn khu ở trong đây là cái khu mát. Đó, nó có mấy cái mái che để mình ngồi mình uống cà phê, mình coi chừng con em mình chơi ở trong đây nè. Đó, đây là khu vui chơi nè các bạn thấy không? Đây, đó, nó có máy lạnh luôn nha. Đó, này mình đi là mình đi buổi trưa đó, chứ buổi tối nó đông lắm. Đó, nên thôi tranh thủ đi buổi trưa cho con nhỏ cháu nó khoái quá. Đó, đây nè, nó có giờ mở cửa gì nữa nè các bạn thấy không? Đó, đông lắm, rất là nhiều trò chơi luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đông không? Đó. Đó. Cái này là mấy bạn nhỏ là đúng thích luôn đó nha. Đó không? Nhà cầu tuột, rồi nhà banh, rồi sân vườn thì đầy đủ luôn, không thiếu cái thứ gì luôn. Đó không? Đu quay rồi. Đó. Mà trong đây là mát lắm, tại vì trong phòng kính máy lạnh mà các bạn. Đó, nhỏ cháu gái mình đó, nó thấy nó chơi đu quay không? Nó quậy không? Đó. Gái mà nó quậy y như con trai. Đó. Nó đu bích của mình đó mà nó lấy ra nó nghịch tờ lưa luôn á. Nó hôm nay phải dẫn cho nó đi vô đây nó chơi. À, không cái đó, nhà banh rộng không, rộng thênh thang luôn các bạn thấy không đó. Trời ơi, coi đó con gái mà nó nhảy nè các bạn thấy không đó. Rồi cầu tuột rồi đủ thứ luôn á, vui lắm, đi về nó khoái lắm đó. Thì các bạn nào mà ở Tây Ninh nó có thể ghé lại cái chỗ này chơi nè đó, kêu ba mẹ hay anh chị em dẫn lại đây chơi cũng vui lắm. Đấy, đó, mình quay sơ cái cảnh cho bạn coi không. Đó, cầu tuột rồi nhà banh nhà này nhà kia đủ thứ, ống nhòm thì từ lưa xếp hình rồi đó. Đó, các bạn nè, cầu thang nè, cầu thang lăn 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 luôn nha các bạn. Thấy không, rồi mấy cái nhà là nhà cái này nhà kia thì đủ thứ luôn. Quay sơ cho các bạn coi nè. Đây đó, thì tại hôm nay Chủ nhật cũng rảnh rỗi đó, giờ mà đó thằng cháu mình nữa nè, dẫn hai đứa thì không có gì làm á, dẫn hai nó đi chơi rồi sẵn quay cho các bạn coi luôn. Rồi thôi, tại vì cũng đâu có quay Rubik gì nữa đâu, tại vì cũng chưa có ấy nữa, mình cũng đang đợi một cái thùng hàng mới về nữa. Đó, thì khi nào về mình sẽ khui ra mình review cho các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và đăng ký chia sẻ video cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.